rồi mình chết cái máy nó để ốp là xong nhiệm vụ nha các bạn, chứ không có bảo hành bảo đồ ha. Các bạn hỏi là ủa cái này bảo hành là bao lâu anh, bảo hành gì, cái này là tài khoản các bạn nó dính đài lao thì mình làm cho on thành ốp rồi bảo hành gì, thì các bạn chắc ăn rồi về các bạn restore thêm lần nữa, nó có lưu cái lịch sử restore hết các bạn, rồi các bạn nhập đài lao mình vô là các bạn xài thiên thu thôi, không thành vấn đề. Dịch vụ nó là vậy mà, on thành ốp lụm tiền. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái máy 11 Pro Max. Khách hàng nhờ mình bypass ha. Nhưng hiện tại mấy cái dòng cao á, mình không có bypass được nha các bạn. Mình làm mình chỉ xóa hẳn iLoud trong máy luôn, off luôn á. Rồi còn bypass á là dạng như làm iLoud ẩn nha, các bạn phải hiểu ha. Bypass nó khác mà off nó khác nha các bạn. Ví dụ cái con máy này nè, thì khách hàng họ cũng order nhiều cái tool rồi mà nó bị trễ về, thì mình phải restore sạch cái máy lại trước cho nó chắc ăn ha. Thì sau khi mà mình restore sạch cái máy á, nó về lại màn hình hello á, thì mình liên hệ cái đại lý nào mà nó uy tín á, ví dụ như mình nè. Vỗ tay, vỗ tay. Mình order cái mã email, rồi để mà mình mở cái tool á, mình gửi lên số email lên dịch vụ á, mình tiến hành up nha các bạn. Cái quy trình up á thì nó đơn giản là như vậy thôi. Ví dụ như các bạn liên hệ đại lý là nơi nào uy tín á, rồi các bạn báo cái máy mình thì họ sẽ báo cho các bạn cái giá cả, thì các bạn thấy hợp lý á thì các bạn làm, rồi họ sẽ gửi cho bạn một cái tool, rồi các bạn ghim cái máy vô các bạn read, rồi gửi email lên server chủ, rồi chờ server nó up thôi. Quy trình nó là vậy ha. Hôm nay là mình chạy cái tool SL Blitz nha các bạn. Cái tool này hiện tại server nó đang on á, mình order cái email này mình ốp cái con này cho khách hàng nha. Rồi mở cái tool lên, hiện tại server nó on nè, quay hơi mờ các bạn chịu khó xem nha. Rồi ghim cái máy vô máy tính, rồi mình read cái máy nó. Khi mà cái tool nó đọc được cái máy mình á, là tự động nó sẽ lấy cái file á, nó gửi lên cái server chủ luôn nha các bạn. Thì các bạn chỉ ngồi đợi thôi. Đó, nó đang gửi cái file blitz gì nè. Rồi khi nó báo là chúc mừng là cái máy bạn đã support á, thì mình copy email thôi. Các bạn nhớ là máy lock nha, Chimera với lại mã CHA là không có hỗ trợ nha. Giờ mình copy email nè, rồi mình tiến hành, mình khi mà nó đọc xong cái máy mình tắt cái máy đi, chắc cú mình tắt cái máy đi, rút cáp ra mình đem vô tủ mình cất tiếp. Rồi giờ mình tiến hành mình order cái email qua cái server nha. Rồi sau khi order cái server nó báo up thành công á, thì các bạn mở cái máy lên, rồi các bạn active thôi. Cái này nó khá là đơn giản. Các bạn cần làm hay là các bạn không rành thì các bạn cứ liên hệ với mình, mình hỗ trợ các bạn check email đồ này kia, tư vấn các bạn. Các bạn thấy hợp lý thì các bạn làm ủng hộ mình nha. Mời đẹp. Nếu thấy video hay thì các bạn cho mình xin một like. Giờ mình bỏ cái sim vô nè, để mình active coi thì nó có sóng sánh đầy đủ không. Cái dịch vụ này thì hiện tại nó cũng bữa cá bữa đực nha các bạn. Nói dễ hiểu vậy ha. Mình cũng biết là nó ao lúc nào. Thì các bạn thấy hợp lý thì tranh thủ các bạn làm đi, đừng có chờ. Oh my god. Rồi bỏ cái sim vô, rồi mình active cái máy. Cái này là dịch vụ on off thôi, là cái kiểu là máy mình đang on, rồi mình gửi email, mình chuyển khoản, rồi dịch vụ báo off, rồi mình check cái máy nó để up là xong nhiệm vụ nha các bạn, chứ không có bảo hành bảo đồ ha. Các bạn hỏi là ủa cái này bảo hành là bao lâu anh, bảo hành gì, cái này là tài khoản các bạn nó dính đài lao thì mình làm cho on thành up rồi bảo hành gì, thì các bạn chắc ăn rồi về các bạn restore thêm lần nữa, nó có lưu cái lịch sử restore hết các bạn, rồi các bạn nhập đài lao mình vô là các bạn xài thiên thu thôi, không thành vấn đề. Dịch vụ nó là vậy mà, on thành up lụm tiền, đơn giản dễ hiểu. Nó hỗ trợ nhiều dòng lắm nha các bạn, hỗ trợ từ 5S hay là 6S gì đó tới 14 Pro Max luôn ha. Giờ mình chết lại mấy cái con này nè, đó mới đẻ IT rồi ốp ngon lành luôn. Dịch vụ này tùy theo cái tool nha các bạn, có tool nó suôn sẻ thì nó chạy khá là nhanh, có khi 10-15 phút, rồi có khi hơi chậm thì nửa tiếng, quá tải thì có khi trong ngày, nói chung tùy. Các bạn làm cái này thì các bạn đừng có nôn nóng, chứ các bạn
order mà các bạn cứ dí quá thì cũng hơi phiền ha. Mình lên video này thì mình trình bày rõ cái kiểu mà mình ốp á cho các bạn muốn, các bạn làm thì các bạn cứ hình dung nó làm như vậy dễ hiểu. Rồi con này mình đã ốp thành công này, rồi mình tiến hành mình dán cương lập gì đó mình giao cho khách thôi. Xin chào, cảm ơn các bạn.